Tại với MV hôm nay, Trang Viên đã có mặt tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 1 của rạp TV Bill Plaza. Bên kia bạn có thấy là cái chỗ để chụp hình rất là đẹp, chúng ta có rất là nhiều bánh. Ngoài ra thì bên rạp còn tặng cho mỗi khách mời đến một cái vé xem phim Star Wars mọi người, và một cái cái bông. Nếu mà chỉ có hai cái cái bông miễn phí, một bông một nước và giảm 50%, rất là được lợi luôn. Mọi người xem trong này nha. Đó, nó đẹp luôn. Mình sẽ mở thêm cái này ra để chúng ta coi thử bên trong thì bên trong chúng ta sẽ có một cái vé coi phim vào 8:30 hôm nay, 8:30 tối hôm nay. Bên trong này là một cái cuốn sổ nữa. Ở trong cuốn sổ này chúng ta có thể ghi được rất nhiều thứ, dán những cái tem và bản của bên rạp phim để mà chúng ta có thể nhận được những cái quà lớn hơn khi mà sưu tập đủ số tem mà bên rạp yêu cầu. Ngoài ra, nếu như bạn nào làm review phim giống như mình thì có thể sử dụng cái trang này để đánh giá phim tạm thời trong lúc ở trong rạp. Có tên phim này, có đánh giá tổng cộng là 5 sao, có đánh giá trên trang điểm 5 sao, có thêm tên rạp, xuất chiếu và số ghế và nhận xét nữa. Chúng ta viết ngay ở trong ghế ngồi trong rạp luôn và về nhà triển khai những cái ý đó ra thành bài review chi tiết. Rồi, xin cảm ơn. Nếu bạn nào mà thấy thích video này thì hãy like và share video trên Facebook. Đừng quên subscribe kênh phim để nhận thêm những clip mới hơn. Xin cảm ơn.